Ở bài học này chúng ta sẽ nói đến biến biến global và biến local. Cái này nhỉ. Thì đầu tiên là biến local trước. Tức là biến cục bộ hay là biến địa phương ấy. À, cái này thì nó khá là quen thuộc của chúng ta rồi. Thì đây là đoạn biến mà được khai báo trong hàm và chỉ hoạt động trong phạm vi hàm đó thôi, không hoạt động ngoài hàm, và cơ bản như thế nhé. Ví dụ như là ở đây thầy sẽ khai báo một biến n. Thì cái biến n này nó là biến cục bộ. Và thầy sẽ nhập liệu cho nó. Chẳng hạn như là thầy sẽ xây dựng một cái ứng dụng để tính n ra thừa. Thế nhá. Thì sẽ có một cái hàm để nhập n đã. Input là sau đây đây nó sẽ có static int input là intn. Thì ở đây ta sẽ có cái n của hàm input n này, nó cũng là biến cục bộ, tất nhiên là nó sẽ không liên quan gì đến biến cục bộ của hàm main cả, nó chỉ là cùng tên thôi, đúng không? Okay. Nhưng mà nó sẽ được cấp phát hai vùng nhớ khác nhau, hai biến nào này là hai biến nào khác nhau đấy nhỉ. Đấy, ví dụ như ta nhập mà ta tính n dây thừa thì n nó phải lớn hơn không thì ta kiểm soát dữ liệu đầu vào này, đúng không? Console chấm write input n phải lớn hơn không này. N bằng in chấm float in chấm pass console chấm readline ra đây ta check trong khi n còn nhỏ hơn một là không có được. Nhiên liệu xong thì mình sẽ return giá trị về đây gọi này và lưu lại cho biến n này. Thì những cái biến như vậy là cái cục bộ và cục bộ. Thế còn sau đấy thì ta sẽ thực hiện cái động tác đó là tính dây thừa này. Console n dây thừa bằng gọi đến cái hàm của hàm tính dây thừa đi chẳng hạn, truyền đi n. Bên đây ta sẽ xây dựng cái hàm đấy này, static void tính dây à, không phải void mà nó phải là float đi, float tính dài thừa int n. Thì lúc này ở đây ta cũng có một cái biến n này, nhưng mà cái n này nó là cái biến nó là tham số đó, nó không phải là biến cục bộ nhỉ. Okay. Nó cho cái báo một cái biến để nó trừ dây thừa. Load result chẳng hạn bằng một for
int y bằng một y nhỏ hơn bằng n y cộng reason nhân bằng y này. Đó. Sau đó được bao nhiêu thì ta return về reason về đây gọi kiểu thế. Chạy thử nha. 5 rồi đó. Có 5 ra thừa bằng 120. Đó, thế là ví dụ mà trong đó ta có dùng đến biến local là biến cục bộ. Okay. Thì cái biến cục bộ là cái biến mà nói chung là phổ biến khá là tương tự, khá là đơn giản của chúng ta vào nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến biến global nhé. Bài tiếp theo nha, ta sẽ nói đến bài biến. Bạn nào chưa hiểu chúng ta hỏi 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 thì chợ nhà. Có nào cần thầy dừng lại ở chỗ này để ghi lại không? Có lại không? Có nào cần không? Có à? Ở đây thấy kem ghi lại cho thầy nhé. Đây. Thầy dừng lại đây nhỉ? Chưa được kiểm soát. Các em có thể cốt lại nhé, cốt lại. Nếu là bạn nào đang yếu một chút thì cốt lại để chạy thử nhé, xem luôn. Có thể dừng một chút nha. Ta sẽ sang biến global. Cái này thì chúng ta cũng rõ rồi. Nên là biến được khai báo ngoài các hàm nhỉ, và nó được được các hàm nhưng mà nó phải trong cùng một lớp, trong cùng lớp với biến global. Được các hàm sử dụng có nghĩa là được tất cả các hàm ở trong cái lớp mà chứa cùng biến global đấy. Thì cái biến global trong C# nó còn còn được gọi là biến, bây giờ nó là biến lớp, hay còn gọi là biến trường trường và nếu nếu mà đặt cái từ khóa static trước trước khai báo biến global thì các hàm static sẽ được quyền truy cập trực tiếp. Ví dụ như đây thầy sẽ xây dựng một cái
hàm giải phương trình bằng nhất chẳng hạn, thì có hai tham số load, static load A, B, hai hệ số A, B. Thì hai cái biến AB này nó chính là biến hai biến global này, và các hàm ở trong cùng một lớp với nó, tức là cái lớp lesson 15 này này cùng một lớp với cả các biến global này, nó sẽ là các cái hàm mà truy cập được biến global này một cách trực tiếp. Đây là static. Thế, bây giờ thầy sẽ xây dựng một cái hàm để nhập liệu chẳng hạn. Static void input thì ta nhập ở đây, ví dụ như các hệ số AB của chương trình bậc nhất thì nó không có cần quan tâm giá trị phải như nào, nên thầy sẽ cho nhập thoải mái, chúng ta sẽ không cần giới hạn. Console.byline.write input đây. Đây bằng load.pass console.mo line. Lúc này cái biến global bên ngoài này nó được truy cập trực tiếp từ input đây rồi. À đây chính là biến global này. Tương tự ta cũng sẽ có input B. Sau rồi xuống hàm main ta sẽ gọi đến hàm input data. Chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ thành thơi hơn, vì là hai thuộc tính nó đang hai cái AB này nó đang ở dạng là các cái biến global, tức là đang dùng chung cho tất cả các hàm, cho nên ta sẽ không cần phải truyền truyền nhận đối số tham số nữa. Đấy, lúc này cái hàm input data nó đang dùng AB. Bây giờ ta sẽ có một cái hàm khác, ví dụ như là hàm xác định nghiệm. Trong hàm này nó cũng cũng dùng AB. Static void xác định. Xác định nghiệm cho phương trình mới nhất, ví dụ ta sẽ có là if a bằng 0, thì phương trình có dạng là 0x cộng b bằng 0, thì ta phải set tiếp cái b đó. If b bằng 0 thì phương trình sẽ có dạng là 0x cộng 0 bằng 0, thì có nghĩa là sẽ có vô số nghiệm với mọi x, thì phía trái luôn bằng với phải, vô số nghiệm. Else tức là b khác 0 thì sẽ không có giá trị của x nào mà thỏa mãn cái việc là vế trái lại bằng vế phải được, vì vế trái sẽ nó luôn khác không, tức là sẽ vô nghĩa. Kiểu thế. Còn trường hợp a bằng a khác không, a khác không thì sẽ đưa ra kết quả kết luận nghiệm thôi. Console.byline
Ví dụ như là phương trình có nghiệm là có nghiệm x bằng trừ b chia cho à đây này, đây là cái dùng biến global đấy. Ví dụ như là không không thì là vô số nghiệm này, không một là vô nghiệm này, hai năm nghiệm là âm 5 chia 2 tức là âm 2.5 đấy. Thì đây là cái biến global nhé. Bây giờ rồi chúng ta sẽ sang phần tiếp theo nhé. Đây thì chắc là dễ với các bạn vì ta học rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang nói về từ khóa grep và từ khóa ao nha. Ở bài học này chúng ta sẽ nói đến từ khóa out và từ khóa ref nha. Từ khóa out và từ khóa ref. Thì trong trong môn học C có thể là chúng ta đã được học đến phần về con trỏ. Các em đã học con trỏ chưa? Trong C tôi đã học về con trỏ chưa? Chưa đúng không? À, được rồi. Thì ở đây như ở đấy thì có nói đến ý, là cái biến local tức là biến cục bộ nó chỉ dùng ở trong hàm chứa nó thôi. À, chứ còn không dùng ở ngoài hàm được. Thì lúc lúc này trong một số tình huống nếu như ta cần cần hay là ta muốn có thể là truy cập được các biến local của hàm từ một hàm khác thì lúc này ta sẽ dùng cái từ khóa grep này. Thì nhiệm vụ của nó hay là có tác dụng đó là dùng để truy cập biến local của hàm khác. Thế trong đó thì đối với việc sử dụng từ khóa out ta sẽ sử dụng từ khóa out nếu nếu như biến local không mang giá trị trước đó. Tức là trước đó nó không có mang giá trị nào cả. Thì lúc đấy ta sẽ dùng những từ khóa out. Ví dụ như là ta sẽ làm một cái ứng dụng swap hai hai giá trị trong hai biến cho nhau chẳng hạn. Ta sẽ có float a
phẩy b. Thì ở đây ta đang khai báo hai biến local AB và nó đang không có mang giá trị nào hết. Lúc này ta sẽ dùng từ khóa out, ví dụ như ta sẽ định cho một cái hàm để nhiều liệu chẳng hạn input data và ta truyền nó đi, thì lúc này ta sẽ có là out a out b. Thì ở phần là định nghĩa hàm input data static void input data, ta cũng dùng đến từ khóa out đó, out load a out load b. Đó thì cả hai cái phần đối số ở lời gọi và tham số ở định nghĩa hàm đều cần cần phải có từ khóa để sau này tôi ta nhận ta sẽ nhập liệu thôi, console chấm write ví dụ input đây a bằng float chấm pass. Tương tự ta cũng có console chấm write input b b bằng float chấm console chấm readline. À, đây là b b đấy, như này. Thì lúc này khi mà ta nhập liệu từ hàm input ATA này, nhập liệu xong thì các dữ liệu của A và B sẽ được truyền và lưu lại vào trong hai biến AB của hàm bên. Thế là lưu vào trong đây. À, lưu vào trong AB của hàm bên. Ta sẽ thử để xem được không nhỉ. Console chấm after input chain a bằng a phẩy b bằng thử sao nhé, 5 đó, nó đã được lưu lưu vào trong hai biến AB của hàm bên. Như này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái hàm input data này nó đã truy cập được vào cái AB của mình. Đấy chưa? Hay nó đã sử dụng được AB của mình. Bản chất đây nó sẽ là dùng chung vùng nhớ nha. Đó, thì đó là cái ý nghĩa của dùng từ khóa out nhé. Thế thì sau cái lời gọi hàm input data này, chắc chắn là cái AB sẽ mang dữ liệu. Thì nếu như sau đấy mà ta định dùng AB vào các thao tác khác nữa thì ta sẽ dùng cái từ khóa ref. Thì ta sẽ có là sử dụng từ khóa ref nếu như biến local đã mang giá trị trước đó. Tức là biến local mà đã mang một cái giá trị nào đấy trước rồi thì sau đấy ta sẽ phải dùng từ khóa, ta sẽ dùng từ khóa ref. Ví dụ như là đây ta sẽ gọi đến một cái hàm để nó sẽ hoán đổi giá trị AB cho nhau chẳng hạn, đó là swap swap, nếu mà thầy vẫn để là AO nhé, AO AO B. Thì xuống đây ta có static void swap out float a phẩy out float b. Đây ta có một cái load time
xem bằng a bằng b, b bằng kem. Thì đây đây là cái hoán vị đấy, hoặc của toán hoán vị đấy. Nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy nó có báo lỗi ở a, nó bảo là cái anh bạn a này nó đã được nó bảo rằng là đang sử dụng cái tham số a mà nó lại ở dạng là ao ao nhưng mà lại ăn sai. Có nghĩa là tôi đã dùng a nhưng mà lại không gán cho a một cái giá trị nào cả đó thì không có được. Vì thế mà ở đây thực ra là cái sau sau cái input data này thì AB đã nhận giá trị rồi, cho nên là trong tình huống này ta dùng A nó sẽ không phù hợp, nó không có được. Ta sẽ dùng ref ref A ref B, và ở đây cũng thế, ref float A ref float B đó, thì các em thấy nó được này. Em thì swap xong, swap xong rồi lên đây thầy sẽ thử in ra xem nó có swap được không. Nó kết quả after swapping chứ a bằng a phẩy b và chạy thử nha, 5 10 nhập xong thì a bằng 5 b bằng 10, swap xong thì a bằng 10 b bằng 5. Như vậy có nghĩa là nó đã thực hiện được các động tác làm thay đổi giá trị của những nô cờ. Hay khác là nó đã truy cập và sử dụng đó. Thì đấy là ý nghĩa của các cái từ khóa ref và ao nha. Đấy. Ở bài này chúng ta sẽ nói đến lập trình nhiều đối tượng. Ta có từ tiếng Anh tương ứng là object oriented. Programming. Viết tắt là OOP. Đây là kỹ thuật lập trình cốt lõi của hầu hết các ứng dụng phần mềm website tại. Đó, là khác là cốt lõi của ngành công nghiệp, ngành công nghệ nói chung cũng như là ngành lập trình nói riêng. Cốt lõi phương pháp lập trình đối tượng, từ pháp lập trình đối tượng này nó chiếm đa số, nó sẽ phát sinh thêm một số các cái hình thức lập trình khác nữa như là hướng sự kiện chẳng hạn. Thì phương pháp lập trình này tại sao nó lại quan trọng và tại sao nó lại có nhiều ưu điểm và tại sao hiện tại nó lại đóng vai trò chủ đạo, là bởi vì nó có khả năng mô phỏng được một cách đầy đủ mà những gì thực tiễn có, hoặc theo yêu cầu thực tiễn. Thầy lấy ví dụ như những dữ liệu những gì mà chúng ta học từ đầu muốn học đến giờ ấy, thì chúng ta có những kiểu dữ liệu như là số kiểu int, char, float, double, bool, string vân vân, rồi có các cái kiểu dữ liệu mạng. Tất cả những kiểu dữ liệu đó, tất cả những cái cách thức mà chúng ta học đấy nó không thể dùng được để có thể mô phỏng được một cái đối tượng nào đó. Ví dụ như ta có một sinh viên, ta có một đối tượng là sinh viên có những đặc điểm của sinh viên như là mã sinh viên, sinh viên có những cái đặc trưng, ví dụ như là mã sinh viên, ví dụ như là tên, ví dụ như là gender, rồi TOB vân vân. Rồi sinh viên có những hành vi hành động hay là các action đó, ví dụ như là
Đó, ở đây tôi lấy ví dụ như đây là animal đi cho nó dễ mô phỏng những hành vi của con vật, ví dụ như là di chuyển đó, ví dụ như là tiếng kêu, săn mồi, vân vân. Cái hành vi một trong một đối tượng nó sẽ chứa được những cái điều này, trong một đối tượng nó sẽ chứa được những điều này, những cái đặc điểm, những cái hành vi hay hành động. Thì không có một cái kiểu dữ liệu nào mà từ trước tao học đầu đến giờ nó si sáp mà nó lại có thể mô phỏng được một cái đối tượng mà nó có những điều này. Không có, mà đây lại nhìn lại là những cái điều mà nó mang tính thực tiễn. Thực tiễn một đối tượng bất kỳ bên ở ngoài đời thật thì bao giờ cũng sẽ có những cái đặc điểm đặc trưng đại diện cho nó, và nó sẽ có thể có những cái hành vi tương ứng. Có thể có những hành vi tương ứng. Thì lập trình của đối tượng chính là cách thức mà giúp cho ta có thể làm, nghĩa là ta có thể đưa những đối tượng có thật ngoài đời vào trong thế giới lập trình được, để có thể mô phỏng được chúng, để có thể cho chúng hoạt động. Đó thì lập trình của đối tượng sẽ làm sẽ giúp ta có thể làm được điều đó. Thế người ta gọi là lập trình đối tượng, nó mang tính thực tiễn. Thực tiễn mô phỏng được thực tiễn. Thế thì ở đây, thế thì trong 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 si sát thì làm nào ta có được đối tượng, và làm thế nào ta có thể mô phỏng được những đặc điểm và hành vi của đối tượng? Thì ở đây ta sẽ dùng kỹ thuật class để làm nơi mô phỏng cho các đối tượng. Ví dụ như ta có một nhóm đối tượng sinh viên, bây giờ ta muốn mô phỏng nó, mô phỏng nhóm đối tượng sinh viên thì ta dùng class. Ta có một nhóm đối tượng động vật, ta muốn mô phỏng ta dùng class đó. Hoặc ta có một nhóm cái nhân vật game, tạo game ta muốn mô phỏng ta dùng class. Class ở nơi ta sẽ mô phỏng, ta dùng kỹ thuật class. Ở tất cả ngôn ngữ lập trình phía đằng sau chúng ta học theo hướng đối tượng, ví dụ như là Python, ví dụ như là Java, PHP, OOP, vân vân, thì đều sẽ dùng đến kỹ thuật class này để làm nên mô phỏng các nhóm đối tượng cụ thể. Thế làm nào để có được cái class thì ta sẽ là như sau. Ta sẽ mô phỏng đầu tiên là từ khóa class chứ, từ khóa class đấy, sau đó đến tên của lớp. Ví dụ như ta muốn mô phỏng một nhóm các đối tượng động vật chẳng hạn, có lớp class animal chẳng hạn. Sau tên sẽ là một cặp một xoắn, cặp một xoắn nhạc. Tên của lớp thì nói chung là nó sẽ nó có nó tên tên của class được đặt giống với quy tắc của hàm, tức là quy tắc của hàm dùng để đặt tên như nào thì quy tắc của lớp ở đây cũng thế. Ví dụ như ở đây quy tắc của hàm, việc đặt tên cho hàm trong C# là tất cả các ký tự đầu tiên của các từ của cái tên đấy nó được viết hoa, thì ở đây lớp tên của nó cũng thế. Rồi, như vậy ta đã tạo được một nơi để ta có thể mô phỏng được nhóm đối tượng, ở đây là nhóm đối tượng động vật đó, animal. Cách thức ở đây là ta sẽ dùng cái từ khóa class đấy. Rồi, thế bây giờ bên trong này ta cần mô phỏng hai điều, một là đặc điểm, hai là hành vi.
Dạ, nó nào được, có thể mô phỏng được điện. Thì đơn giản là ta sử dụng các cái biến, đó là cái mà ta đã biết rồi, nhận đã có trong tay, thì ta dùng các biến để mô phỏng các đặc điểm. Cụ thể ví dụ như ở đây mô phỏng ID, in ID. Mô phỏng name, string name. Mô phỏng về cái gì nhá, cái gender chẳng hạn, byte gender, giới tính đấy, rồi tuổi chẳng hạn, float. Đấy, thì bản chất ta sẽ dùng các cái biến như này nhỉ. Thế còn mô phỏng hành vi. Về hành vi thì để mô phỏng hành vi đơn giản là các hàm. Chỉ các hàm để mô phỏng hành vi. Như vậy từ nay về sau chúng ta nhìn thấy ở đâu đó có bất kỳ một cái nhân vật gì đấy có hành động gì đó, ví dụ như các em chơi game online chẳng hạn, những hành động, mỗi một hành động ở đấy của nhân vật bản chất chỉ là nó được điều khiển bởi một cái hàm. Ta định nghĩa một cái hàm để viết code vào trong đấy để điều khiển cái hành vi đấy. Ví dụ như các em nhấn phím phải chuột để cho nhân vật di chuyển ra vị trí tương ứng, tức là thực ra bản chất là các em đang gọi lên cái hàm gọi là move chẳng hạn, để nó sẽ kích hoạt cái hàm đấy, hàm đấy nó sẽ thực hiện cái động tác để làm sao di chuyển nhân vật ra vị trí tương ứng. Tất cả các action đều sẽ là dựa trên việc xây dựng hàm ấy. Vậy thì ví dụ như ta có một cái mô phỏng về di chuyển chẳng hạn, public void move. Đó, ví dụ như này, bản chất chỉ là định nghĩa cái hàm console chấm line, ví dụ như là ở đây animal thì có những cái hành vi di chuyển, ví dụ như là run, ví dụ như là fly, ví dụ như là swim, vân vân. Kiểu đấy. Rồi ví dụ như là mô phỏng hành vi về tiếng kêu chẳng hạn, thế public void speak, cho nó chữ in mà in hoa nhé, đúng quy tắc là tên speak cursor chuyển là về tiếng kêu, ví dụ như là những tiếng kêu đại diện chẳng hạn như là meo meo chẳng hạn. Xin lỗi tí nhỉ. Mail rồi à, tiếp tục nha. Go chẳng hạn, thế ra gầm gầm gừ của con hồ chẳng hạn, vân vân. Nên mới chung thì bản chất của vấn đề là như thế nhỉ. Thế thì những cái biến mà được dùng để mô phỏng đặc điểm của đối tượng thì cái này người ta gọi
gọi là chừa, trong là chỉ đối tượng CSAP thì gọi là chừa, tức là các cái fields. Dạ, gọi chừa nhé. Còn các cái hàm trong lập trình đối tượng ấy thì nó không gọi là hàm, người ta gọi là phương thức, tức là các cái method. Trên nếu mà ta thấy ở chỗ nào tài liệu nào đó ở đâu đó người ta gọi là method hay là phương thức thì bản chất nó là hàm thôi, nhưng mà trong lập trình đối tượng người ta không hay gọi là hàm. Đấy, đây như vậy là thầy đã mô phỏng xong một nhóm đối tượng là animal. Xong rồi ta sẽ sử dụng các cái biến để mô phỏng các cái đặc điểm đặc trưng cho nhóm đối tượng tương ứng, sử dụng các cái hàm để mô phỏng các cái hành vi hay là thể hiện hành vi tương ứng. Thế đây, đây là cái phần chủ đạo trong kỹ thuật lập trình nói chung nha. Thế thế thì sau khi có một nhóm đối, sau khi có được cái lớp ở nơi ta đã mô phỏng được xong rồi, xong về các cái thành phần ở đây, các cái là các cái trường cũng như là các cái phương thức thì người ta gọi chung nó là các cái member, tức là các cái thành phần. Dạ, gọi chung là các cái member. Người ta gọi như vậy, còn mình không thích gọi như vậy thì mình cứ gọi tên riêng lẻ cho từng cái một, nó cũng được. Nhưng mà gọi chung gọi là member. Thế thì sau khi có được mô phỏng xong rồi, thì bây giờ làm nào để ta có được đối tượng? Đó, vì chúng ta cần đối tượng. Đó, cần mô phỏng đối tượng cụ thể nào đấy. Cần có một đối tượng cụ thể đấy trong trong lập trình. Còn đây chỉ là nơi để ta mô phỏng đối tượng. Thì để có đối tượng ta sẽ làm như này. Tạo đối tượng, tức là tạo object đấy, tạo object. Thì để tạo đối tượng trong C# ta sẽ sử dụng toán từ new, dùng toán từ new, new và cú pháp cụ thể của nó như sau. Ví dụ thầy muốn tạo một đối tượng là một 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 con mèo chẳng hạn, animal cat bằng new animal. Thì thầy đã tạo được một đối tượng cat. Tạo được đối tượng bản chất sâu xa của cái lệnh này là như sau, để thầy phân tích về mặt bản chất của vấn đề nhé. Từ khóa new mới là từ khóa được dùng để tạo ra đối tượng. Thì khi trình dịch đọc được cái từ khóa new này thì cái chỗ mà thầy bôi đen này này, đây mới thực sự là nơi tạo ra đối tượng nha. Việc tạo đối tượng nó giống như việc tạo biến thôi. Tạo biến, việc bản chất của việc tạo biến là sẽ tạo ra vùng nhớ, đúng không? Tạo ra vùng nhớ thì tạo đối tượng cũng thế, tạo vùng nhớ để lưu trữ dữ liệu. Thì ở đây thế, cái chỗ mà thầy bôi đen mới là cái chỗ mà tạo đối tượng thực sự. Bản chất chỗ này nó sẽ tạo ra một cái vùng nhớ và mang địa chỉ vào. Đây này. Sau đấy đối tượng đó sẽ thông sau nó thông qua cái phép gán này này hay là phép lưu này, nó sẽ lưu lại vào cái biến cat này. Cái biến cat này người ta gọi là biến tham chiếu. Biến tức là biến có kiểu tham chiếu hay là kiểu của lớp, kiểu animal. Bản chất vấn đề là như thế nhé. Thì bản chất là cat này nó không phải là đối tượng đâu mà nó là một biến tham chiếu thôi.
và nó chứa cái đối tượng này, nó chứa đối tượng. Thế nhưng mà để cho nó dễ hiểu hơn thì ta có thể hiểu đây cát là đối tượng cũng được. Đó, thì ta dùng từ khóa new để tạo đối tượng. Như vậy từ đây về sau, bất kể khi nào ta cần tạo đối tượng thì ta sẽ dùng từ khóa new. Sau khi có đối tượng rồi thì ta cần một cái động tác rất quan trọng, đó là thao tác rất quan trọng, đó là truy cập vào các cái member, các thành phần đấy, các thành phần. Tôi muốn truy cập vào các cái đặc điểm, tôi muốn truy cập vào các cái hành vi đó. Thì làm thế nào? Ta sẽ sử dụng toán từ chấm nhá, sử dụng toán từ chấm đó. Ví dụ ta muốn truy cập vào vào cái thuộc tính ID của cat, tức là cái mã mã của con vật đấy, hoặc thuộc tính mã của con vật, cái trường mã con vật để tôi thiết lập cái giá trị mã cho nó. Hoặc thì ở đây để cho nó thống nhất một chút về vấn đề về truy cập, chúng em chuyển cho thầy một chút ở đây để cho thầy public nha. Public cái giải thích sau, nhưng mà cơ bản nó sẽ như thế này này. Public, cái public này nó là một từ khóa, nó thể hiện cái bổ từ truy cập. Mà nếu mình để public như này thì có nghĩa là tất cả, nếu mà như này, tất cả các cái trường này thì sẽ được truy cập ở mọi nơi. Public nó mang nghĩa về mặt công cộng nhỉ. Thì những cái này sẽ được truy cập ở mọi nơi. Đặt cho thầy là public nha, với ý nghĩa như thầy nói là nó có thể được truy cập mọi nơi. Thì xuống đây bây giờ túm lại, ta muốn truy cập vào cái ID, ta có cái chấm một cái đó, các em sẽ nhìn thấy nó hiện ra các cái thành phần mà name, age, ID, genders, rồi phương thức speak, rồi phương thức move, có hết. Ví dụ thầy truy cập vào ID các chấm mà truy cập và gán cho nó một cái giá trị nào đấy. Đây này, cái này người ta gọi là set, tức là thiết lập cho nó một cái giá trị, set cho nó một cái giá trị. Đối với thuộc tính, đối với trường ta sẽ truy cập để xét, tức là thiết lập cho nó một giá trị, và cũng có thể là truy cập và để xem là nó chứa cái gì. Ví dụ như đây thầy sẽ, sau khi xét xong rồi bây giờ thầy sẽ xem cho nó chứa cái gì. Get chấm id thì cái này nó là get, có nghĩa là truy cập để lấy thông tin hay lấy cái giá trị. Lấy thông tin. Ta sẽ thử ra nhé. Đó, các em nhìn thấy 1, 2, 4 này. Như vậy là chúng ta đã xét được và chúng ta cũng đã ghét được. Thế bây giờ ta muốn ra lệnh cho con mèo này nó di chuyển. Di chuyển thì bản chất là cái chấm move gọi những cái hành vi move hay là cái phương thức move là nó sẽ di chuyển. Bản chất là mà nó sẽ thực thi, gọi đến cái hàm move đó, là nó sẽ thực hiện các cái lệnh bên trong hàm. Để cho nên ta cần đặt hàm có cái lệnh gì thì nó sẽ thực hiện lệnh đó. Đó, chúng ta có run, fly, swim,
Được đấy. Đấy này. Như vậy là thầy đã nói xong về vấn đề tạo lớp, tạo đối tượng, truy cập các member của đối tượng. Bản chất của vấn đề là như thế. Bản chất. Nhỉ? Bất kỳ một ngữ lập trình đối tượng nào cũng đều như vậy, như này. Cơ bản. Có bạn nào gặp vấn đề gì khó hiểu là phải hỏi lại cái thầy, bảo lại cái thầy để thầy hỗ trợ nha. Bây giờ thầy sẽ chuyển sang lesson tiếp theo nha. Như vậy chúng ta đã có phần cơ bản liên quan đến lập trình đối tượng nha. Chúng ta sang lesson. Rồi. String paragraphs. Bây giờ ta sẽ nói đến kỹ thuật hàm tạo hay là phương thức tạo, tiếng Anh là constructor. Constructor. Nó được dùng để làm gì? À, nó được dùng để làm gì? Thì nhiệm vụ của nó là nó dùng để khởi tạo giá trị ban đầu cho các cái trường, tức là các cái field ấy, các cái fields của đối tượng mới được tạo. Đối tượng mới được tạo. Để cho dễ hiểu hơn và hiểu rõ hơn tại sao lại phải khởi tạo giá trị ban đầu. Thì thầy sẽ xây dựng lại cái lớp Animal như vừa nãy nha. Class Animal. Ở đây ở kia nó đã có cái lớp Animal rồi, cho tôi để Animal 1 nha.
Ở đây thầy để là in id string name byte gender và float age. Ở đây thầy cũng xây dựng cái phương thức để hiển thị thông tin showing for ID cộng ID sẽ chống online name cộng name sẽ chống online H cộng có chống online trên là gender. Cái để cuối nhé, cho tôi tương tự cho tôi nhìn nhé, dễ theo dõi. Cái này là gender. Đấy, cái này. Tức là thầy định nghĩa một cái method, một cái phương thức để nó hiển thị thông tin của đối tượng. Thế thì xuống hàm main này, đấy sẽ tạo ra một đối tượng animal một cat và new animal. Như vậy qua câu lệnh này thì ta sẽ tạo được một đối tượng, có thật luôn đấy nhỉ, được các pháp đồ nhớ không? Bây giờ ta cat chấm show info, gọi phương thức show info để show các cái thông tin của đối tượng. Cụ thể ở đây là show ID, show name, show gender, show age. Bắt đầu chạy. Ta được các thông tin. ID là không, name không có gì, gender là không, age. Tất cả các dữ liệu này có vẻ như nó không có ý nghĩa thực tế. Đúng không? Không có mã, cái mã bằng không thì nó không có ý nghĩa gì cả, tên không có tên, tuổi không, tạo ra một đối tượng thực tiễn rồi nhưng mà đối tượng này lại mang những thông tin như thế này thì không thể dùng nó vào vào những cái động tác, những cái thao tác khác được, hay là nó đang mang cái dữ liệu không có tính thực tiễn. Anh được tạo ra thì anh phải mang những cái thông tin ban đầu nào đó để nó thực tế một chút. Nó có ý nghĩa thật. Nếu như thế này mà ta đem đem nhân vật đi còn có những thao tác thì có thể sẽ làm lỗi chương trình, có thể là gây ra những cái vấn đề khó hiểu nào đó. Thì hàm tạo sẽ có cái nhiệm vụ là sau khi đối tượng được tạo xong, tạo ra xong thì nó sẽ cung cấp cho đối tượng những cái dữ liệu ban đầu cho các cái trường. Ở đây là bắt đầu ý, là sau đấy nó có thể thay đổi được, sau đấy anh không thích như vậy thì anh có thể thay đổi, nhưng mà mặc định ban đầu nó là như thế. Thông tin ban đầu nó là như vậy thì lúc này ta dùng đến hàm tạo hay là phương thức tạo. Thì cái hàm tạo ấy nó có cái tên giống hệt với tên lớp, ở đây là lớp animal một, thì cái hàm tạo ta tạo ra nó cũng sẽ có tên giống như vậy. Ta sẽ có đây public animal
Ở đây thầy sẽ tạo ra một cái hàm tạo không có tham số. Tức là hàm tạo thì nó cũng là hàm thôi, có một hàm nó là phân thức thôi, bắt buộc nó phải có một cái cặp ngoặc tròn như chúng ta đã học đúng không? Sau tên, ngoại trừ nó khác biệt ở đây là gì, nó tên của nó phải giống với tên lớp và nó không có kiểu trở về, không có kiểu trở về, tức là cũng không có lệnh return ấy. Phần cặp trong cặp ngoặc tròn này nó không có gì cả, tức là nó không có tham số này. Đấy thì đây đây là thầy đang tạo ra một cái hàm tạo. Bây giờ ta sẽ cho các cái trường kia nó nhận những giá trị ban đầu nào đấy. Ví dụ ta có ID là 1234, name là Moon chẳng hạn, gender là, ví dụ như là gender giới tính ở đây theo quy định, ví dụ là không là nữ, một là nam, hai là AZ chẳng hạn, là một chẳng hạn. Tuổi tuổi ví dụ mèo 1.5 tuổi. Đó. Thì bây giờ thầy chạy thử xem là cái ông bạn đối tượng khác này này, ông ấy có nhận được những cái dữ liệu bắt đầu được không? Nó đang gọi đến cái phương thức show info nha. Và đang hiển thị thông tin đây. Để ta chạy. Đó, các em nhìn thấy. Như vậy là đối tượng cắt của ta tạo ra xong, nó là có luôn thông tin ở đây. Thông tin này, thông tin nó có giá trị. Thông tin ban đầu nó có giá trị thế này. Giống như kiểu ta chơi một trò chơi là trò chơi đua xe chẳng hạn, thế thì ban đầu ta, khi vào ta sẽ được cấp cho một cái chiếc xe mặc định có những cái thông số gì đó đúng không, mặc định ban đầu là gì đó. Thì cái mặc định nó chính là giống như hệt như là cái hàm tạo. Nó sẽ cung cấp cho ta một cái xe ban đầu, nó có màu này, nó có kích thước thế này, kích thước thế kia, rồi có những cái thông số về tăng tốc, về vân 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 đúng không. Và sau đấy ta không thích cái thông số như vậy, ta có thể config nó cấu hình lại. Cấu hình lại. Đó. Cái câu hỏi đặt ra, tại sao viết như thế này xong thì nó lại gán được luôn cho những cái anh này, cho đối tượng cát, sao lại làm như thế? Ở đây chúng ta lưu ý là trong lập trình mọi thứ đều phải logic, đều phải có nguyên nhân của nó nha. Nên ta phải nắm được những cái logic đấy, nắm được cái nguyên nhân đấy, nắm được cái bản chất đấy, thì ta mới xử lý được. Tại sao ta tạo hàm tạo như thế này thì cái ông khác thì ông lại nhận được luôn những cái thông số này? Tại sao thế? Lý do là như sau, chỗ này quan trọng, cái chỗ này này, cái thầy bô đen này, và cái chỗ mà tạo ra đối tượng mới, tạo đối tượng mới, tạo đối tượng mới xong thì thực ra ở đây là gọi đi cái hàm tạo không tham số, tạo đối tượng mới xong nhá, thì gọi cái hàm tạo không tham số. Đấy, vậy thì cái chỗ này chính là nó đang gọi những cái hàm tạo không tham số, giống hệt như kiểu tôi gọi hàm ấy. Thì cái hàm tạo này này nó được gọi đến, thì tất nhiên là nó sẽ thực hiện các cái lệnh bên trong này. Được chưa? Đấy, bản chất của vấn đề nhá, mình thầy nhắc lại này,
cái chỗ mà thầy Bô Đề này, chỗ này là tạo một đối tượng mới này, từ khóa new à, vâng, tạo đối tượng mới, đối tượng đấy sẽ gọi đến cái hàm tạo không tham số, bởi vì cái này là hàm tạo thì nó cũng là hàm, mà hàm thì nó không tự thực hiện được, không tự thực thi đâu, đúng không? Theo đúng luật là đúng đúng bản chất, đúng đúng như những gì ta đã học ấy, đó. Định nghĩa hàm xong thì nó không tự động thực thi, mà nó phải được gọi thì nó mới được thực thi, đúng không? Đấy thì tại chỗ này, chỗ này chỗ gọi này. Thế ta gọi là hàm tạo không tham số này. Lúc này cái hàm tạo này nó mới được thực thi. Đấy, này. Nha. Thì tất cả các ngữ lập trình khác nhau đều có một cùng một cái dạng dạng như vậy, dạng như thế này này. Dạ, cho nên ta hiểu ngay từ bây giờ thì có nghĩa là ta sau sau đấy các ngữ lập trình khác ta học đến thì không cần phải không cần phải hiểu lại nữa vì nó theo đúng như này. Được chưa? Vì đây là hàm tạo hay là phương thức tạo thì nó chỉ là hàm thôi, nó là hàm thì nó phải được gọi thì nó mới kích hoạt được. Được chưa? Nhưng mà được thì lúc đấy các lệnh này nó mới được thực hiện. Thì chỗ này chính là cái chỗ mà nó được gọi. Phải gọi nó đây. Gọi nó đây. Thế nhưng mà tại sao? Tại sao nó lại biết đường? Nó lấy cái 1, 2, 3, 4 này. Nó đưa cho cái ID của cái đối tượng mới. Tại sao nó lại biết đường của nó? Nó lấy cái chữ moon này, nó đưa cho name của đối tượng mới, đối tượng vừa mới tạo ấy, wow, mới tạo thế này, mới tạo đấy, nó là lấy các cái thông số một một chấm năm ấy, nó đưa được cho những cái trường tương ứng của đối tượng mới tạo. Tại sao lại làm như thế? Thì bản chất của vấn đề là như sau nhé, bản chất của vấn đề này. Thì nhắc lại là các ngôn ngữ lập trình khác nhau đằng sau chúng ta học nó cũng sẽ tương tự như này, nên chúng ta hiểu luôn ở đây nhé, bản chất là như sau này. This.id, bản chất của cái ID này thực ra nó là this.id, this.name, this.gender, this.age. Dạ. Các em nhìn thấy cái list nó mờ mờ đấy, và bên trên này này, bên trên này, này khi các em tạo ra phải mới nó cũng mờ mờ, và cái mờ mờ này nó có nghĩa là ngầm định hay là mặc định, cái ngầm định, cái khái niệm mặc định hay khái niệm người ngầm định này rất hay được dùng trong lập trình, nó được dùng nhằm mục đích để giúp chúng ta đỡ phải viết nhiều code hoặc giảm đi cái độ dài của câu lệnh. Đấy, thực ra là nếu mà viết một cách tường minh ý, thì ta phải là this.id, this.name, this.gender, this.age. Nhưng ta không cần viết thì nó cũng cũng ngầm định hay là mặc định nó hiểu là như thế. Nó mặc định nó hiểu this. Thế nhưng mà cái this này nó là cái gì? Đó. Cái chấm này ta biết rồi, nó là chính là cái toán tử chấm để truy cập đến các cái member đấy, đúng không? Thế cái this này nó là cái gì? Cái this này này nó đại diện cho đối tượng hiện thời nha. Cái this nó đại diện cho đối tượng hiện thời, đối tượng hiện thời tức là current object. Đối tượng hiện thời là đối tượng nào? Đối tượng hiện thời là cái đối tượng mà gọi đến cái hàm chứa cái list đấy thì người ta gọi là đối tượng hiện thời nha. Thì list sẽ đại diện cho nó. Ở đây đối tượng ta mới tạo ra xong rồi nó gọi những cái hàm tạo không tham số đấy, nó gọi là thì cái list này, này chính là đối tượng đó. Thì ạ, this chính là đối tượng đó đấy nha. Thế nhưng mà như thế để làm gì? Thì nếu như this này là đối tượng đó thì this.id có nghĩa là đang truy cập vào ID của cái đối tượng đó.
this.id thì có nghĩa là ID của cái đối tượng mới này, vì system đại diện cho đối tượng đấy mà, đang đại diện cho đối tượng hiện tại này mà, đang đại diện cho đối tượng mà gọi những cái hàm tạo này. Thế thì this.id tức là ID của cái đối tượng hiện tại đó. Thế thì ta gán 1, 2, 3, 4 cho ID của this, có nghĩa là gán 1, 2, 4 cho ID của cái đối tượng hiện tại. Đấy, gán vào đi. This name bằng môn có nghĩa là gán cái chữ môn cho cái name của cái đối tượng hiện tại. Nó của cái ông này. Đấy, đó là lý do vì sao mà lại có zit ở đây. Về mặt bản chất là nó là zit.id đấy. Là zit.id nhé. Chẳng qua là C# ta ngầm định ta bỏ đi cho cái lệnh nó đỡ bị dài. Bản chất nó là như thế đấy. Cái zit này nó đại diện cho đối tượng hiện tại. Chính vì thế mà sau khi đối tượng được tạo ra và gọi đến hàm tạo không tham số thì những cái trường của cái đối tượng mới đấy nó sẽ nhận được những cái thông số này, những cái dữ liệu này. Xong xuôi hết rồi thì nó sẽ gán lại cho cái biến thanh chữ cat này. Bản chất là cat nó đang nhận cái đối tượng mới, nó đang chứa cái đối tượng mới. Thì ta cứ hiểu đơn giản là cat là đối tượng, nhưng mà bản chất vấn đề thì nó là như thế. Thế thì đối tượng mới nhận những thông tin như vậy, cat lại nhận đối tượng mới, vậy thì cat có thông tin của đối tượng mới. Vậy thì cat chấm show info thì show id, show name, show gender, show age, tức là show những thông tin đó. Bản chất ở đây ý, ID này thực ra nó cũng là this.id. Nó cũng là this.id nhá. Chẳng qua là mình ngầm định mình không viết để cho nó đỡ dài thôi đúng không? C# nó cho mình cái ngầm cái cơ chế ngầm định để cho developer đỡ phải viết dài. Bản chất nó là this đó. Cái this này đại diện cho đối tượng hiện thời. Đối tượng hiện thời là đối tượng nào? Đối tượng hiện thời là cái đối tượng gọi những cái hàm chứa cái zip đấy. Cat chấm show info tức là cái ông cat này ông nghe gọi đến cái show info này. Vậy thì zip ở đây chính là cat. Vậy thì lấy cái ID của zip bản chất là lấy cái ID của cat. Và chưa là đi. Mà ID của cat thì nó chính là ID của cái đối tượng mới này. ID của đối tượng mới này là đây. Đấy, cơ chế của nó là như thế. Bản chất vấn đề của nó là như thế nhé. Tất cả đều logic. Logic. Để nhắc lại, cái hàm tạo thì nó cũng là hàm nên nó không thể tự động được gì. Nó phải do ai đó gọi. Cho đối tượng nào đó gọi. Ai đó đây là đối tượng nhé. Đối tượng. Đối tượng. Ok nha. Đấy bản chất nha. Ngoài ngoài cái hàm tạo không tham số này, người ta thích có hàm tạo một tham số hay là hai tham số hay ba tham số hay đầy đủ tham số, ta hoàn toàn tạo được. Hệ thống hoàn toàn cho phép ta. Ví dụ tôi muốn một hàm tạo mà nó chỉ khởi tạo giá trị ban đầu cho ID thôi. Còn những cái khác không khởi tạo cũng được. Ví dụ đây thôi. Public animal 1. Đấy. In ID. This chấm ID. Bằng. Thì đây là cái hàm tạo một tham số và nó có nhiệm vụ là khởi tạo giá trị ban đầu ID là ID cho cái trường ID.
của đối tượng hiện thời. Đối tượng hiện thời bản chất của nó là đối tượng gọi đến cái hàm tạo một tham số này. Đối tượng nào gọi đến hàm tạo này thì đó là this, và this sẽ đại diện cho nó. Ở dưới này thì ta không thấy có cái đối tượng nào gọi đến cái hàm tạo này cả, cho nên ở đây khi ta chạy thì tất nhiên nó sẽ không có ý nghĩa đối với hàm tạo một tham số này. Đấy ạ, nó không hề là ảnh hưởng gì đến cái cat của ta cả, vì cái cat của ta ấy nó gọi đến hàm tạo không tham số. Bây giờ thầy tạo ra một đối tượng khác, dog bằng new animal, truyền đi 5, 6, 7, 8. Thì đây, cái lệnh này nó tạo ra một đối tượng mới. Đối tượng mới này như thế này, nó đang gọi những cái hàm tạo một tham số. Nó đang gọi những cái hàm tạo một tham số. Đó, nó đang gọi là kiểu, chứ nó không có gọi đến cái không hàm tạo không tham số đâu. Nó không gọi hàm tạo không, nó đang gọi hàm tạo một tham số. Cụ thể ở đây gọi hàm tạo một tham số và truyền đi cái đối số mang giá trị 5, 6, 7, 8. Tức là cái 5, 6, 7, 8 này nó sẽ truyền cho cái ID ở phần tham số của hàm tạo. Xong rồi ID này lại gắn ngược trở lại cho ID của this. This ở đây chính là cái đối tượng mới này. Thành ra ID của đối tượng mới này nhận lại 5678 và là lưu lại cho cái bình dog này. Bây giờ ta có dog.showInfo. Chạy. Lúc này ta có cái bên trên này là thông tin của cat, bên dưới là thông tin của dog. Dog gọi hàm tạo một tham số chia để khởi tạo ID thì các em thấy có ID, nhưng mà các cái ông khác không có gì cả vì nó không khởi tạo. Nó không khởi tạo đó. Một trong những hàm tạo phổ biến nhất ở đây là hàm tạo đầy đủ tham số. Hàm tạo đầy đủ tham số public animal. Đây là hàm tạo đầy đủ tham số. Hàm tạo này có 4 tham số: ID, name, gender và age. Đầy đủ tham số là sao? Là lớp này nó có bao nhiêu field, nó có bao nhiêu trường, thì cái hàm tạo nó sẽ có chứa bấy nhiêu tham số để nó khởi tạo giá trị cho tất cả các cái trường. Thì gọi là hàm tạo đầy đủ tham số. Ở đây có 4 trường: ID, name, gender và age. Thì danh sách tham số của hàm tạo đầy đủ tham số cũng thế, cũng có ID, name, gender và age. Lúc này ta có this chấm id bằng đó. Ở đây nó sẽ lấy cái tham số id, nó ở đây nó gán cho id của this, tức là id của đối tượng hiện tại, lấy dữ liệu trên tham số name gán cho name của đối tượng hiện tại, lấy gender gán cho gender của đối tượng hiện tại, và lấy age gán cho age của đối tượng. Thì đối tượng nào được tạo ra và gọi những cái hàm tạo về đối tượng số này thì sẽ theo cơ chế thôi. Ví dụ đây ta có animal 1 tiger bằng new animal 1357. Tên ví dụ như là Simba chẳng hạn. Giới tính 1, tuổi đời 3.5F.
Thì ở đây ta đang tạo ra một đối tượng mới này. Đối tượng này gọi đến hàm tạo 4 tham số. Tức là để đơn số đấy, nó gọi đến cái hàm tạo này. Đấy, nó sẽ truyền 1357 cho ID, chuỗi sim 3 cho name, 1 cho gender, 3.5 cho age. Sau đó thì sẽ gán 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 cho this ID, this.name, this.gender, this.age, bản chất là cho cái đối tượng thời. Và bây giờ chúng ta sẽ check nó. Tiger.show info. Check thử xem nó có nhận được những thông số đấy không. Đó, ID là 1357, name là Simba, gender là 1, age 3. Đó. Thì đây, đây chính là cái ý nghĩa và bản chất của hàm tạo. Như vậy ở đây hàm tạo, thành các loại hàm tạo sẽ được dùng để khởi tạo giá trị ban đầu cho các cái trường của đối tượng mới được tạo. Ta có thể có hàm tạo không tham số, một một tham số, hai tham số, vân vân, cho đến hàm tạo đầy đủ tham số, tức là hàm tạo có tất cả các cái tham số ứng với lại các cái trường của lớp. Thì dừng lại một chút là các em xem. Trong bài học này chúng ta sẽ nói đến property. Property. Property được dùng để làm gì? Được dùng để truy cập vào trường, tức là vào field mà một cách gián tiếp mà không không cần quan tâm đến mức độ truy cập của trường, của field trường, không cần quan tâm đến cái mức độ truy cập của field là gì. Ở đây C Sharp sẽ đề xuất các cái biểu từ, người ta gọi là các cái biểu từ truy cập, để thiết lập cái mức độ truy cập cho các cái member của đối tượng để đảm bảo cái sự an toàn bảo mật cho các cái member. Chính vì thế mà sẽ có những tình huống chúng ta sẽ thấy rằng là ta không truy cập được vào các cái trường vì nó được đặt chế độ bảo mật tương. Để cho dễ hiểu thì thầy sẽ định nghĩa lại cái lớp animal nha. Animal 2. Class animal 2. Cũng có ID. Đúng này, cũng có string name. Cũng có by gender. Và cũng có float. Ở đây
ở trong cùng một lớp như chúng ta học ở phần biến global phía trước, trong cùng một lớp thì các phương thức hay là các hàm hoàn toàn có thể truy cập được một cách thoải mái vào các cái trường hay là các cái biến global. Truy cập một cách thoải mái, ví dụ như đây thầy xây dựng hai phương thức là phương thức nhập liệu và phương thức hiển thị dữ liệu nha. Thì ta sẽ có là public void input, input info chẳng. Và ta sẽ nhập liệu cho các cái trường kia. Cursor chấm, có một cái dòng nhắc này, input id, id và int pass cursor chấm readline, nhập name này, input input name name bằng console chấm readline. Input gender, gender bằng byte chấm pass console chấm và nhập tuổi, input age, age bằng float pass console chấm. Các em sẽ thấy rằng là input info truy cập thoải mái các cái thành phần, các cái trường này. Ở dưới này thầy định nghĩa một một phương thức nữa để hiển thị thông tin, public void show info. Thị thông tin nhá. ID, ID name, name hiển thị thông tin đấy. Tiếp theo hiển thị về gender, và cùng là hiển thị về tuổi. Đó, chúng ta truy cập thoải mái cách phiên là gì. Nhưng mà bây giờ xuống đây, xuống là main, ta sẽ tạo ra một đối tượng animal2 catch bằng new animal2. Thì bây giờ thầy truy cập vào id catch chấm id và gán cho nó một giá trị. Thì các em cho thấy là nó bị lỗi, nó báo là cái ID này không có khả năng truy cập vì nó đã được bảo vệ. Trong tình huống này chế độ mặc định của mức độ truy cập ở đây nó sẽ không cho phép là ID được truy cập từ lớp khác, cụ thể đây là lớp Blockchain 19. ID đang ở lớp Animal 2 và nó không cho phép truy cập từ bên ngoài cái lớp N2 này. Đó.
Tương tự như vậy, ta cũng không thể truy cập được vào những cái field khác, ví dụ như là name, mình định gán cho nó một cái môn một chẳng hạn, cũng không có được. Hay là cat.gender bằng không chẳng hạn, hay là cat.h bằng 2.5, không có được. Các em thấy tất cả đều lỗi hết, nó không cho chị được trực tiếp như thế. Thì trong những tình huống như thế này mà tao muốn truy cập vào để tao gán giá trị, lúc này ta sẽ có một giải pháp, đó là sử dụng property. Property sẽ giúp cho ta có thể truy cập vào để gán giá trị hay để set giá trị cho ID, truy cập vào để lấy thông tin của trường đó. Thì ta sẽ sử dụng property nha. Đấy, để có được property thì ta làm như sau này, ta lên trên đây. Ví dụ đây thầy sẽ xây dựng cái property cho cái anh bạn ID này nhé. Ta có public anh ID này có cái kiểu là int, thì property tương ứng cho nó cũng int. ID trong đây có get, trong đây có set, trong đây có hai bạn get và set. Get là lấy thông tin thì nó sẽ trả giá trị ở trong biến ID hay là trong trường ID về nơi gọi cái property này. Còn cái set này thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái lệnh value được gán cho ID. Value chính là cái bạn mà ta muốn rằng là ID sẽ nhận giá trị đó, thì value này nó sẽ tiếp nhận cái giá trị đường này đó, ID vậy. Vậy bây giờ quay xuống đây, ở đây ta sẽ không thể truy cập được vào cái trường ID được, thì lúc này ta sẽ truy cập vào property ID đó. Các em nhìn thấy nó truy cập được. Khi này cái lệnh này nó sẽ có nghĩa là gán 1 2 3 4. Đó, gán cho cái property ID của các. Thì bản chất của lệnh này nó có nghĩa là nó lấy 1 2 4 này. Đây là nó set đấy, nó sẽ đưa cho cái value ở cái phần set của property. Sau đó nó gán lại cho ID. ID. Thành ra là cái ID của các cái trường ID của các đấy nó sẽ nhận được một ID. Tương tự như vậy đối với các cái trường khác, thế nếu ta muốn thiết lập property cho nó, ta cũng làm tương tự. Public string name có cái ý luôn này, mình sẽ nhận luôn này. Nhận luôn này. Get nhận luôn này. Set nhận luôn này. Name cũng thế. By gender, name giáo viên by gender. Get set để là public để có thể truy cập thoải mái vào property này. Tiếp tục xuống đây, age get set, chỗ này thay thêm cái public đó. Như vậy ta sẽ có được các cái property.
Các em thấy ở đây nó sẽ chứa các cái bộ get với các bộ set. Get để lấy thông tin, set để lấy thông tin của cái field của cái trường tương ứng. Thì xuống đây ta sẽ thay các cái field này bằng các cái property, thì ta không truy cập được vào cái field, ta chỉ truy cập được property hay là truy cập gián tiếp field qua qua property đấy. Thì lúc này các cái lệnh này nó sẽ kích hoạt các cái set để thiết lập với chị, giống như cái ID đã thể giải thích. Ví dụ cho tình huống này, get chấm name vào môn môn một, bản chất là nó sẽ kích hoạt cái set, nó sẽ truyền cái chuỗi môn một này về, đưa cho cái value của phần set này, của cái property name, sau đó gán ngược trở lại cho field name. Cái name này bản chất nó là this.name đấy, this.name nhá. Yeah. Và trước đó là và gán lại cho cái name của cái this. This ở đây chính là cái cat. Yeah, vì cat đang gọi đến property này. Đấy. Nha. Chúng ta không cần viết để cho nó đỡ bị dài dòng thôi. Tương tự như vậy, gender và anh để nhá. Đấy. Thì đây chính là cái cách thức ta có thể truy cập một cách gián tiếp vào các cái field thông qua property mà không cần quan tâm là mức độ truy cập của field đó là gì. Đến đây ta có cat.showInfo. Ta sẽ gọi là thức showInfo. Phương thức showInfo này nó đang show các cái trường đấy, các cái field gender, ID name, gender, age, chứ không hề show các property đâu. Wow. Show các cái để xem là có đúng là các cái trường này nó sẽ nhận được các dữ liệu tương ứng thông qua việc gán cho các cái property này hay không. Wow. Chạy thử nha, xem cap nó như này. Đó, cái này nó đã nhận được rồi này. ID là 4 này. Name là moon 1 này. Gender là 0. Age là 2.5. Như vậy là thông qua property ta đã truy cập được vào các cái field. Truy cập được các field nha. Và gán cho nó, cho các field đấy các giá trị tương ứng được. Ở đây nếu mà ta muốn hiển thị luôn cái giá trị field ID của card, người ta cũng cũng làm được ở đây luôn, nhưng mà ta phải thông qua property. Ví dụ như thầy muốn in ra cái ID của card thì card chấm ID thế này là không có được này. Cái này nó báo lỗi ngay vì không được phép truy cập trực tiếp như này. Ta sẽ phải thông qua cái ID này này. Thông qua cái property ID. Thì như thế này là mình đang muốn get lấy thông tin, thì khi này nó sẽ kích hoạt cái get của property ID, và như vậy lúc này nó sẽ thực hiện lệnh là return ID, có nghĩa là trả cái giá trị trong trường ID về nơi gọi, tức là về cái nơi nơi này đây, nơi gọi này. Thì nó sẽ in được ra 1 2 4, ta chạy thử chứ phải không? Đó, nó sẽ in được ra 1 2 4 như này. Đó, đó là cơ bản về cái vấn đề về property nha. Ở đây sẽ có tình huống là
tôi chỉ muốn xem là ID nó là bao nhiêu thôi, chứ tôi không muốn cho phép thiết lập giá trị cho ID. Dạ, tôi chỉ cho phép xem là ID nó bằng bao nhiêu, chứ còn không cho phép thiết lập giá trị nó, không cho phép get nhưng không cho phép set. Thì khi này ta sẽ bỏ cái set đi, lúc này nó sẽ trở thành là chỉ cho phép xem, người ta gọi là read only, có nghĩa là chỉ đọc được thôi. Thế còn trong tình huống ví dụ như là ta chỉ cho phép set name chứ không cho phép get name, có nghĩa là chỉ cho phép thiết lập giá trị cho cái field name thôi, chứ không cho phép xem thông tin của nó, thì mình có thể bỏ cái get name. Nghĩa là trên thực tế là sản xử người ta bắt yêu cầu phải như vậy, thì mình hoàn toàn cũng có thể bỏ bỏ cái này, bỏ cái kia, dạ, để nó đáp ứng được cái yêu cầu mà người ta đưa ra. Dạ, người ta yêu cầu là tôi chỉ cho phép thiết lập giá trị cho trường name thôi, thì ta để lại set, không có get. Cái mà chỉ có set như này thôi thì người ta gọi là write only, có nghĩa chỉ ghi thôi, không cho phép read. Thì ta hoàn toàn có thể là thực hiện động tác để khuyết khuyết một trong hai yếu tố nhé. Tất nhiên nếu mà để khuyết cả hai thì có nghĩa là property đấy không có tác dụng, không có ý nghĩa gì nữa, đúng không? Nó không set được mà nó không get được, thế thì không có tác dụng. Rồi, đến đây thì thầy đã nói xong về property, ý nghĩa của nó, cách sử dụng nó. Ở đây các em nhìn thấy này, bỏ đi cái set, bỏ đi cái set cho cái property ID đấy. Đây này, ID ta bỏ cái set không thiết lập giá trị, thì lúc mình định thiết lập là nó không cho phép. Nha, đây nó bảo là cannot be assigned to, it is read only, nó chỉ cho phép đọc, nó không cho phép. Dạ.